Cô chào các em. Những buổi học trước thì cô đã hướng dẫn các em thiết kế các mẫu áo thời trang như là mẫu áo có hai đường ben, chùm ben. Thì đến với cao học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em mẫu nữ hoàng cổ điển. Mẫu nữ hoàng cổ điển khác lạ hơn so với những mẫu trước bởi vì đã có sử dụng đường đề cấp. Đây là mẫu tập kiểu nữ hoàng cổ điển. Thì đối với thân trước thì đường đề cấp sẽ đi từ vị trí giữa vai con thân trước đến ngực và đến vị trí eo. Thân sau tương tự, đường đề cấp đi từ giữa vai con thân sau đến vị trí eo. Để thực hiện mẫu này thì hôm nay chúng ta sẽ học bài các mẫu áo thời trang có sử dụng đường đề cấp. Sau khi học xong bài học này thì chúng ta sẽ phân tích được sản phẩm mẫu, vẽ được hướng đi của các đường tia cắt, thiết kế được bộ mẫu rập kiểu nữ hoàng cổ điển. Trước khi tiến hành thiết kế rập kiểu nữ hoàng cổ điển thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích mẫu. Thân trước thì được chia thành 3 mảnh, mảnh giữa và 2 mảnh sườn. Đường đề cấp sẽ đi từ giữa vai con thân trước đến vị trí ngực và đến vị trí eo. Thân sau được chia thành 4 mảnh. Đường đề cấp đi từ giữa vai con thân sau đến vị trí eo. Thiết kế được mẫu này thì chúng ta cần có những dụng cụ như sau. Chì dùng để vẽ mẫu, chùi lỗ dùng để lấy dấu, con lăn dùng để lấy dấu, kéo dùng để cắt mẫu, keo dùng để đóng chân ben, thước dùng để kẻ mẫu, giấy dùng để thiết kế và bộ rập gốc. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em thiết kế mẫu áo nữ hoàng cổ điển. Để tiến hành thiết kế mẫu nữ hoàng cổ điển, đầu tiên chúng ta tiến hành thiết kế thân trước gồm 7 bước. Bước thứ nhất, đồ mẫu thân trước có hai đường ben. Bước thứ hai, kẻ đường tia cắt. Bước thứ ba, cắt mẫu theo đường tia cắt. Bước thứ tư, đóng bên sườn. Bước thứ năm, vẽ lại mảnh sườn, mảnh giữa lên giấy. Bước thứ sáu, cắt mẫu có chừa đường may. Bước thứ bảy là hoàn tất mẫu. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em thiết kế mẫu nữ hoàng cổ điển. Bước 1, đồ mẫu thân trước có hai đường bên. Chúng ta đồ mẫu tại vị trí eo, qua vị trí bên eo. Sườn áo, bên sườn, vòng nách, vai con và vòng cổ. Sau khi đồ mẫu xong thì tiến hành cắt mẫu trung gian. Bước 2, kẻ đường tia cắt. Đường tia cắt thứ nhất đi từ giữa vai con thân trước đến vị trí điểm ngực.
Chia cắt thứ hai, đi từ điểm ngực đến vị trí đầu bên sườn. Lấy dấu cách điểm ngực 4cm về hai phía. Xác định canh sợi cho mảnh sườn. Bước 3, cắt đường tia cắt. Tia cắt thứ nhất, đi từ vị trí giữa vai con thân trước đến vị trí điểm ngực. Tia cắt thứ hai, cắt tia cắt thứ hai, đi từ điểm ngực đến vị trí đầu bên sườn. Nhớ trong quá trình cắt chừa 0,1cm để cho hai mảnh này không tách rời. Bước 4, đóng bên sườn và dùng keo dán chặt lại. Bước 5, vẽ lại mảnh giữa và mảnh sườn lên giấy. Đầu tiên, gấp đôi giấy. Đặt cạnh giữa thân trước, trùng cạnh xếp đôi. Đồ lại mẫu. Lấy dấu bấm ráp giữa mảnh giữa và mảnh sườn. Dùng thước kẻ lại đường nét đứt. Ta tiến hành điều chỉnh đường đề cúp. Tại vị trí này, ta đánh cong lõm là 0,3cm. Tiếp theo, ta đặt mảnh sườn lên giấy và vẽ lại mảnh sườn. Chúng ta nhớ lấy lại dấu bấm. Sang canh sợi cho mảnh sườn. Và ta dùng thước kẻ lại đường nét đứt. Tiếp theo, tiến hành điều chỉnh đường đề cúp. Tại vị trí này, đánh cong lồi 0,2cm. Tại vị trí này, đánh cong lõm 0,3cm.
Bước 6, cắt mẫu có chừa đường may. Ta chừa đường may vòng cổ 0,5 cm. Các cạnh còn lại ta chừa 1 cm. Tiếp theo ta chừa đường may cho mảnh sườn xung quanh, ta chừa 1 cm. Tiếp theo ta tiến hành cắt mẫu giữa thân trước. Cắt mảnh sườn. Bước 7, hoàn tất mẫu, kẻ canh sợi cho mảnh giữa thân trước. Kẻ lại canh sợi cho mảnh sườn. Tiếp theo, tôi ghi thông tin lên mẫu. MS mã hàng 16 là năm sản xuất, năm kiểu áo nữ 03, số thứ tự mẫu trong năm. Mảnh giữa thân trước 10/1, xay 10 và 1 chi tiết. Mảnh sườn thân trước 10/2, xay 10 và 2 chi tiết. Tiếp theo, ta lấy dấu bấm đường may. Lấy bấm tại vị trí giữa thân trước. Eo. Dấu bấm ráp giữa mảnh sườn và mảnh giữa. Vai con. Và giữa vòng cổ thân trước. Ta lấy dấu bấm cho mảnh sườn tại vị trí eo, tại vị trí nách, vai con
lấy dưa bấm ráp mảnh giữa và mảnh sườn. Thân trước ta lấy một chiếu bấm để phân biệt được mảnh sườn thân trước. Ta đã thiết kế xong bộ mẫu thân trước. Để thiết kế thân sau, chúng ta cần tiến hành 5 bước. Bước thứ nhất là đồ mẫu thân sau. Bước thứ hai, kẻ đường tia cắt. Bước thứ ba, cắt tia cắt. Bước thứ tư, cắt mẫu có chiều đường may. Và bước thứ năm là hoàn tất mẫu. Đầu tiên, ta thực hiện bước thứ nhất là bước 1, đồ mẫu thân sau có hai đường bên, bên eo và bên vai. Sau đó ta tiến hành cắt mẫu trung gian. Bước 2, kẻ đường tia cắt. Ở đây các em kẻ đường tia cắt từ cạnh bên vai đến đầu bên eo. Kẻ theo đường cong. Sau đó, ta dịch chuyển đầu bên vai lên cái đường cong ta vừa mới kẻ xong. Sau khi kẻ xong đường tia cắt thì tiến hành lấy dấu đầu bên vai và đầu bên eo. Tiếp theo ta lấy canh sợi cho mảnh sườn. Để khi ta cắt rời giữa mảnh giữa và mảnh sườn thì ta khó xác định canh sợi. Bước 3, cắt mẫu theo đường tia cắt. Đầu tiên ta cắt mảnh sườn. Tiếp theo ta cắt mảnh giữa thân sau. Rồi ta lọa bỏ cái phần bên vai và bên eo. Bước 4, cắt mẫu có chừa đường may. Đầu tiên ta đặt giữa thân sau lên giấy. Cắt cạnh 1,5cm để chừa đường may trai dây kéo. Và ta đồ mẫu. Ở đây ta đồ mẫu nét đứt. Trong quá trình đồ mẫu thì ta nhớ san dấu lại để ráp giữa mảnh giữa và mảnh sườn. Dùng thước kẻ lại đường nét đứt.
chừa đường may cho mảnh giữa thân sau. Vòng cổ tôi chừa 0,5 cm. Vai con chừa 1 cm. Đường đề cúp tôi chừa 1 cm. Eo chừa 1 cm. Tiếp theo là cắt thân sau. Tiếp theo, đặt mảnh sườn lên giấy và chúng ta đồ lại mảnh sườn. Lưu ý trong quá trình đồ mẫu thì ta nhớ đồ lại dấu bấm đường may để ráp giữa mảnh sườn và mảnh giữa. Sau khi đồ mẫu xong, ta sang lại canh sợi cho mảnh sườn. Sau đó dùng thước kẻ lại đường nét đứt. Và ta chừa đường may cho mảnh sườn. Đường may xung quanh chừa 1 cm. Và ta dùng kéo cắt mảnh sườn. Bước 5, hoàn tất mẫu. Đầu tiên ta kẻ canh sợi cho mảnh giữa thân sau. Và ta kẻ lại canh sợi cho mảnh sườn thân sau.
và ta ghi thông tin lên mẫu. MS là mã hàng, 16 là năm sản xuất, 5 là kiểu áo nữ, 03 là số tự thứ tự mẫu trong năm. Mảnh giữa thân sau 10/2, size 10 và 2 chi tiết. Mảnh sườn thân sau 10/2, size 10 và 2 chi tiết. Tiếp theo ta lấy giấy bấm đường may. Dấu bấm tại vị trí eo. Dấu bấm để ráp mảnh sườn và mảnh giữa. Vai con và giữa thân sau. Và ta lấy dấu cho mảnh sườn thân sau tại vị trí eo, nách, vai con và dấu bấm ráp giữa mảnh sườn và mảnh giữa. Để phân biệt giữa mảnh sườn thân trước và mảnh sườn thân sau, ta lấy dấu bấm tại vị trí nách. Thân sau ta lấy hai dấu bấm. Và đây là bộ rập thân sau hoàn chỉnh. Cô Vương hướng dẫn các em thiết kế sau mẫu nữ hoàng cổ điển. Thì trong quá trình thiết kế mẫu này, chúng ta thường gặp các lỗi sau. Lỗi thứ nhất, đường tia cắt đi từ vị trí điểm ngực đến vị trí đầu bên sườn, nhưng chúng ta cắt ngược lại, đi từ đầu bên sườn đến điểm ngực, dẫn đến khi khép bên sườn lại thì tia cắt tại vị trí điểm ngực không mở ra được. Lỗi thứ hai là trong quá trình thiết kế, chúng ta không được tạo điểm nhọn tại vị trí điểm ngực, dẫn đến khi ráp mảnh giữa và mảnh sườn thì tại điểm ngực này sẽ không êm. Cô đã hướng dẫn các em thiết kế xong mẫu nữ hoàng cổ điển. Mẫu này tia cắt đi từ vị trí giữa vai con thân trước, đi qua ngực và đến vị trí eo. Kiểu này phù hợp với những người có vóc dáng hơi tròn, vì đường điệp cúc này nó sẽ tạo cho người mặc thon gọn hơn. Đối với những bạn trẻ có vóc dáng đẹp, để khoe được những đường cong cơ thể thì ta có thể chuyển tia cắt từ vị trí giữa vai con thân trước sang vị trí giữa nách. Để thiết kế mẫu điệp cúc, ta tiến hành các bước như sau. Đầu tiên, ta vẽ tia cắt đi từ vị trí giữa nách đến vị trí điểm ngực và đánh cong lồi 1 cm. Các bước còn lại vận dụng kiến thức ở bài nữ hoàng cổ điển để thực hiện các bước tiếp theo. Đây là bộ mẫu rập đề cốt ngực gồm giữa thân trước và hai mảnh sườn. Trong quá trình thiết kế thì các em lưu ý không được tạo điểm nhọn tại vị trí ngực mà phải đánh cong tròn là. Lưu ý thứ hai là chúng ta phải lấy dấu bấm tại vị trí điểm ngực. Đây là bộ rập mẫu đề cốt ngực với phần trên của áo có thể kết hợp với tùng váy hoặc là kéo dài đường đề cốt tại vị trí eo để tạo nên các kiểu áo thời trang. Và đây là sản phẩm mẫu với đường cong đề cốt này sẽ tạo cho người mặc có cảm giác mềm mại hơn và tôn lên nét đẹp của người phụ nữ.